gương mặt sexy của Hồng Diễm khi nghỉ dưỡng. Diễn viên Hồng Diễm thay đổi phong cách đa dạng khi đi biển, sử dụng từ nội y ren đến bra top hay chân váy xẻ cao. Trong loạt ảnh với chú thích Nha Trang mùa thu, Hồng Diễm áp dụng cách phối đồ monochrome giữa sơ mi suông và quần cạp cao đồng điệu, kết hợp nội y ren cúp ngực tôn vòng 1. Set đồ trắng được tô điểm bằng mũ cói và kính râm bản lớn, hoàn thiện tổng thể sành điệu. Gần đây, Hồng Diễm hướng tới hình ảnh sexy hơn. Cô từng gây chú ý khi mặc bra top màu nu và chân váy xẻ cao đến hông. Mỗi lần nghỉ dưỡng ở biển, người đẹp 40 tuổi chuẩn bị nhiều váy áo đậm tinh thần mùa hè. Chất liệu mỏng manh và có chi tiết bèo nhún nữ tính. Hồng Diễm chuộng thiết kế rễ vai khoe xương quai xanh, đem lại vẻ quyến rũ chừng mực. Chi tiết cắt vết tôn lưng trần cũng được áp dụng trên các mẫu váy hè của diễn viên hoa hồng trên ngực trái. Với đồ bơi, Hồng Diễm ưu tiên monokini đơn sắc, làm nổi bật đường cong cơ thể. Bà mẹ hai con khéo chọn tư thế tạo dáng sexy, trong khi đường cắt ao dọc thân trở thành điểm nhấn hút mắt. Chủ nhân giải cánh diều vàng còn yêu thích áo tắm khoét không cao, có tác dụng che phần bụng và tạo hiệu ứng thị giác vuông tròn vòng 3. Hồng Diễm thường bổ sung áo choàng lưới hoặc quan bay bổng khi diện đồ bơi, giúp từng khung hình thêm ấn tượng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.